Dạ đây, hệ thống Aroa Sài Gòn em kính chào anh em. Chúc anh em là một cam ly quảng Acuphay. Thì em này nó có model là E250. Một dòng đời rất là mới của hãng Acuphay. Thì đối với cái model E250 này được hãng sản xuất vào từ năm 2008 đến 2012 ha. Trong thời điểm đó dòng đời rất là mới ha. Tuổi đời thì khoảng tầm 10 tuổi thôi. Thì con này thiết kế với mặt phay nhôm vàng rất là đẹp. Con này là siêu đẹp luôn, chỉ thiếu mỗi thùng xốp. Thì em về bao gồm đầy đủ nè, catalo nè, khiển viên nè và dây nguồn anh em ha. Đấy. Rồi em sẽ quay phần mặt mũi cho anh em xem. Rất là đẹp. Đầy đủ các cổng ăn chơi anh em ha, bát chép, lunet, ba lăng đầy đủ. Ha, mặt phay nhôm vàng. Đẹp không tì vết luôn. Tiền đã mở ốc át ra sẵn rồi. Xíu em sẽ quay phần nội thất cho anh em xem tường tận luôn. Đấy, rất là đẹp. Rồi em sẽ bỏ phụ kiện của anh em nó xuống ha. Đây là cái hai cái nút chụp em đã mở ra để em gắn cái GAV vào. Đây phần nắp phía trên nè. Tuyệt đẹp luôn, phần nắp cũng không một vết lông mèo lông chuột gì cả. Thành vách anh em xem nè. Đấy. Rất là đẹp ha. Đấy. Tuyệt đẹp luôn. Và đây là phần phía sau nè. Cầu lo rất là to. Đánh hai cầu lo AB. Kháng trở thì 4 đến 16 ôm anh em ha, hai cặp thì 8 đến 16. Đây tất cả các chân nút rồi còn nguyên si hết anh em ha, từ rời xa tới ba lăng. Ha. Hoàng khè bằng ghế hết. Đấy. Như mới anh em ha. Con này giống như mới chưa xài á. Đây thì thông số của nó đây. Model E250 và có công suất tiêu thụ điện là 245W ha. Hàng mới in da băng, điện 100V. Và con này nó có số seri nè, 534. Ha. Đây, rất là đẹp anh em. Long lanh luôn. Đây anh em xem. Cực mới luôn. Thì con này nó có công suất tiêu thụ điện là 245W và công suất thực la lo cho 8 ôm là 90W trên một kênh 8 ôm. Rất là lớn anh em ha, 90W một kênh 8 ôm. Và đối với 4 ôm và 6 ôm nó sẽ lớn hơn nữa. À. Rồi em sẽ mở nguồn lên. Đấy. Có cái logo Acuphay phía giữa ha. Hai đồng hồ view rất là đẹp. Thì đối với những cái dòng đời mới như thế này, nó thể hiện một cái dàn đèn rất là im, rất là dịu ha. Thì em đang bật đèn rất là sáng để quay cho anh em được xem tường tận hơn. Đó, anh em thấy hai đồng hồ sáng rất là dịu, rất là nhẹ nhàng giống như những cái dòng V của Acuphay ha. Rồi thì em đang ghép chung với nó là một cặp tai noi D100. Và anh em nghe một đoạn nhạc ha. Thank you.
fa il destino premeva a fiorire. Spalancò i petali e fu bocca il cratere. Fuggirono parole, baci ed ore. Spalancò i petali e fu bocca il cratere. Fuggirono parole, baci ed ore. Riêng đối với chất âm của Acophay, những cái dòng đời số chẵn thì cho chất âm rất là ngọt và độ trong trẻo và độ chi tiết rất là cao anh em ha, phù hợp cho anh em có cái lỗ đôi tai khó tính ha. Thì những cái con này cho chất âm rất là hay để anh em ghép những cái dòng lo 25-30 hoặc là những cái dòng box sale, chất âm rất là hay, rất là tuyệt vời luôn. Đây Acophay E250 đẹp xuất sắc anh em ha. Rồi thì với giá nó là 54 triệu bao ship toàn quốc anh em ha. Rồi thì bây giờ em sẽ mở cái nắp ra, quay phần nội thất phía bên trong cho anh em xem tường tận ha. Và đây là tổng thể nội thất của con Amly Acophay E250 ha. Siêu đẹp luôn, những cái con này nó đời rất là mới nên cái phần độ đẹp nó rất là mỹ mãn luôn. Hay là không một điểm gì mà bị chê cả à, đẹp xuất sắc luôn, mới như chưa xài, rất là đẹp anh em. Tổng thể này nè, từng ngóc ngách đều là sáng tròn bóng lừ đấy. Thì mỗi một vế như thế này, mỗi vế chỗ này nó sử dụng 4 con sò anh em ha, 4 con sò và 2 con driver MOSFET. Đấy. Là mỗi vế này sử dụng 4 sò chính, là 2 vế là 8 con ha, và một tăng phô 2 tụ lục ngô. Đây là cái phần bo mạch còn rề nằm phía trước đây. Đấy. Cái này em vậy, mới tin. À, đây, tổng thể nó đây, anh em xem. Siêu đẹp luôn. Rất là mới ha. Còn cái con này không có gì mà để, không có điểm nào mà để chê cả. À, tổng thể rồi cho anh xuống cho anh em xem tường tận nè. Đó. Rồi thì em cũng xin kết thúc clip ha. Đây là 2 tụ lực nguồn cũng của hãng Acophay luôn ha. Đấy, những cái linh kiện đời mới cao cấp của hãng Acophay không nè. Đó, những cái tụ nhìn rất là chất lượng ha. Đây là cái phần bo mạch để option phần cạc phía sau vào ha. Đấy. Mới tinh hết. Lòng lành lóng lánh luôn. Mỗi anh em xem siêu đẹp. Rồi em xin kết thúc clip anh em ha, với giá là 54 triệu em bao ship toàn quốc cho Acophay E250 cực chất và rất là đẹp anh em ha. Dạ rồi em xin kính chào anh em, chúc anh em một ngày cuối tuần nghỉ ngơi thật là vui vẻ. Dạ rồi em xin kính chào anh em.